Quý vị thấy Ninh, Duy Lê Ngọc em đang như thế nào ạ? Mặc đồ đẹp mà nhảy không đẹp. Các bạn nên sơ nhảy quá đẹp. Đâu có, em nhảy đẹp mà. Có đội bị gì vậy? Đeo này á, thích quá. Vậy hả? Vậy lát nữa cho chơi mình đeo này luôn nha. Dạ. Trời đất ơi, ngày hôm nay có một sự kết hợp giữa bộ ba là Trương Thế Vinh, Lan Ngọc và Tiến Luật. Một bài múa nói về bắt vợ. Một cái chuyện rất là phi thực tế trong bảy nụ. Hai anh em đi bắt vợ cô này mà thấy ghê lắm anh, thà ra đẹp đẽ gì á vợ người ta còn mê, còn này anh Vinh thả ra kiểu như sao anh Luật cái vậy. Mới đi nhậu á chứ em biết không, mình múa là mình phải thể hiện cho người ta thấy liền mới được, anh phải ra cái mặt thèm vợ. Sợ. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một vài nhân vật nữa trong chương trình bảy nụ. Xin giới thiệu Thúy Ngân. Ồ, đẹp quá. Xin chào mấy anh chị. Xin giới thiệu Lâm Vĩ Dạ. Quá xinh. À, cái cô áo đỏ lúc nãy nè. Anh em bảy nụ xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình bảy nụ cười. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai từ trên HTV7. Đêm hôm nay rất đặc biệt là 14 tháng 2. Tôi xin một phút. Nhân dịp 14 tháng 2, tôi xin gửi đến những cặp tình nhân đang yêu, sắp yêu và đang tâm tia nhau luôn hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Trang, anh yêu em. Trang, anh yêu em. Trời ơi, đang tâm tia nhau nữa chứ. Ủa, cái gì vậy? Phần này chúng tôi sẽ cắt. Đừng cắt tội nghiệp tôi. Có mấy câu nói vậy thôi mà cũng được này nọ ra còn kia lắm. Đêm hôm nay là 14 tháng 2 là đêm dành cho các cặp đôi. Cặp đôi đã yêu nhau, đang yêu nhau và sẽ yêu nhau. Chúng ta ngày hôm nay cũng mời đến đây một cặp đôi hiện tại chưa yêu nhau. Ủa là sao? Tức là một người độc thân và người kia cũng độc thân luôn. Biết đâu bảy nụ ráp họ đến với nhau. Biết đâu được là họ sẽ yêu nhau sau này thì sao? Đúng rồi, tôi nghĩ là vậy. Là tôi nghĩ là tia nhau. Kết duyên đi anh. Có thể là như vậy và cũng mong là như vậy. Và nó cũng không liên quan gì tới mình cả. Đúng rồi.
rồi, tụi mình có gia đình hết rồi. Họ mà. Ở đây toàn là những người có gia đình, có cặp, có đôi hết rồi. Ủa, đâu có. Đây rồi đó. À quên. À vậy ba đứa đây, bên qua bên kia. Đó, đây ta có cặp có đôi kìa. Ờ, ba đứa có cặp có đôi mà giấu quanh kia đi. Giấu. Sao đứng giữa, giữa cặp ta vậy? Ủa gì đứng xe giữa ta vậy? Thì có cặp có đôi mà giấu thì em phải vô giữa đem che giấu cho người ta. Ôi, gì vậy? Ok, mời hai người đó ra đi. Ủa sao nói cái giọng kìa chẹt bẹt vậy trời? Ngọc ơi, Ngọc hiện tại sao? Cô đơn. Chị đừng có như vậy, anh Nghĩa có chị đâu. Anh Nghĩa đó. Hồi vụ anh Nghĩa đó mà em đăng ai lên là cũng là anh Nghĩa đó. Chị nói vậy là anh Nghĩa buồn lắm, hôm nay Valentine mà. Nhân dịp hôm nay là Valentine, em vẫn đi quay. Anh nhớ ở nhà chuẩn bị quà cho em nha anh Nghĩa. Chết rồi. À là chị gặp anh Nghĩa là chị để là xin quà rồi thôi á hả? Ủa thì anh Nghĩa là anh tự tạo ra cho em đó. Em tự nói, em nói. Em nói là anh Dĩa gì đó. Anh Dĩa. À thì ra là anh Diễn chứ không phải anh Nghĩa đúng không? Bây giờ thôi, thôi không để khách mời ngủ quên. Mời cặp đôi Hồ Việt Trung và Khả Như. Yeah. Oh. Ủa? Em sao mặt em đơ vậy? Ủa mọi người sao vậy? Em đâu? Ủa là anh Giang kêu là. Ủa? Không được, không được, chơi thua. Cầm thôi đúng không? Chỗ kia đúng không? Không có, tại vì tôi thấy Trung nó cầm cây kèn mà nó cứ thổi sau lưng bé Như. Tôi sợ nó đâm trúng bé Như. Tội nghiệp. Em chạy lẹ không thôi, anh đâm trúng em mà sao? Mà sao nãy giờ em thổi không được? Chị giả thôi. Chị giả. Chị thổi kèn thì thổi thử em coi. Thổi được cái hỏi chị. Thì cho cứ lên tiếng không, em thổi không được. Cái đó là kèn giả. À vậy hả? Thì hồi nãy đưa thổi hoài cũng lên. Khả Như với lại Hồi Việt Trung này, hãy chào cái vị khán giả đi nào. Dạ, Hồ Việt Trung xin được kính chào tất cả các vị khán giả và xin được chào sáu anh chị dễ thương đáng yêu và chào Khả Như đứng gần anh tình cảm. Đang chào, xin chào. Trời ơi, chào mà bối rối quá dạ. Dạ, em là Khả Như. Em xin chào quý vị khán giả của chương trình Bảy Nụ và chào gia đình Bảy Nụ. Lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, không biết vì sắp đặt của ban tổ chức hay là sự ngẫu nhiên mà cứ mỗi lần Khả Như xuất hiện là nó phải dính tới một ngày về tình yêu nha. Phải không? Đúng rồi. Mà lại mời hai cái người độc thân luôn. Đúng rồi. Một người không ai thèm, một người không ai muốn. Ủa anh? Em xin chia sẻ với mọi người, cái này chia sẻ nhỏ thôi, còn mọi người thích không thích thì thôi, chứ chia sẻ sơ thôi là nếu như mà anh Luật có bận thì em xin thế anh Luật ạ. Dạ. Tôi đi làm nghề tới bây giờ là 22 năm rồi. Thực sự quý vị khán giả, sao giọng thần vậy? Chưa bao giờ tôi giành được chén cơm của ai cả. Nhưng ai giỡn tôi thì tôi U40 rồi. Thật sự là show tôi ít lắm mọi người. Tôi có cái gia đình Bảy Nụ này, tôi nuôi cả gia đình tôi. Vậy mà tôi sống 40 năm rồi chưa bao giờ thấy cái trường hợp. Chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào mà tự nhiên mới làm có lần đầu tiên cái đồ giành giai người ta luôn. Không, ý là em nói là tại vì anh Luật cũng có tuổi rồi, sức khỏe thì nhiều khi lúc lên lúc xuống rồi em Luật. Ý là nè, lên là lên hẳn, là lên hẳn, xuống là không bao giờ xuống, còn không có chuyện trồi sụt vậy đây. Để coi vô trò chơi vận động coi ai thắng ai. Lời là không dám tưởng. Con nít con nồi ăn xôi rồi bày đặt. Tới bây giờ một mảnh tình dắt dai chưa có bao nhiêu tuổi rồi, con cái đâu? Mảnh tình dắt dai chưa có bao nhiêu tuổi rồi, con cái đâu? Cái đâu? Hả? Tại sao tới giờ em chưa đẻ? Ủa đó là quyền của người ta. Sao lại thắc mắc vậy? À, chị Như đi về rồi, chị Như đi về rồi. Thấy chưa? Một hai cô đó đi về không chịu được áp lực của chương trình Bảy Nụ. Không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Bảy Nụ. Anh Luật ơi, em đang có bầu. Em sắp đẻ tới nơi rồi đây, bạn trai em. Giới thiệu anh là hôm nay sẵn chưa có mặt ở trong chương trình, còn các anh chị là em xin được giới thiệu đây bạn gái em. Dạ. Tụi em lấy nhau mới nãy. Ủa là trong lúc anh chị nói chuyện là hai đứa lấy nhau chồng rồi hả? Lấy nhau rồi. Trời ơi, nhà dễ sợ ha. Rồi thôi, đây là chương trình Bảy Nụ chứ không phải là kế hoạch hóa gia đình mọi người. Ngày hôm nay là ngày Valentino. Ngày lành tháng tốt. Ngày lành tháng tốt. Ủa? Bà chọt vô là thiệt. Mẹ thấy đứa mà nó sắp cưới nó hay vậy lắm anh. Hôm nay là ngày Valentine, là ngày lễ tình nhân, là ngày của bên nước ngoài. Nhưng mà mình cũng là hội nhập quốc tế rồi thì mình cũng phải có một cái gọi là đi theo thời thế tí ha, cho nó trend tí ha. Chung vui, mình chung vui. Mọi người sẽ có một câu nói về tình yêu mà mình cảm thấy cái câu đó hay, hay là câu đó tâm đắc, hay là một câu nói về thả thính. Nói chung là một câu nói đó hay về tình yêu ha.
Ví dụ như anh nói là một câu của nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng nói như thế này: khi mà ông yêu Mộng Cầm á, dù anh có đi bất kỳ nơi nào trên thế giới, hai điều anh luôn thấy, thứ nhất là mặt trăng, thứ hai là em, người anh yêu. Thứ hai là em. Đó, nhà thơ Hàn Mặc Tử nói như thế, rất là hay ha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những câu để biết tình yêu ở mức độ nào ha. Anh đã bắt đầu từ bên kia giùm em. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những người có kinh nghiệm và đã từng yêu mãnh liệt và bây giờ đang hạnh phúc. Mời Tiết Luật. Về tình yêu, tôi gửi đến người. Nhạc có nhạc, nhạc là nhạc buồn nha. Xúc động nha anh, xúc động. Rồi rưng rưng luôn. Tình yêu tôi đau khổ như vậy hả bạn? Thôi bạn, không cần nhạc bạn. Vợ chồng mình xàm lắm bạn à. Gửi tới người bạn đời của tôi, cô Trần Ngọc Thu Trang. Sinh ngày 23 tháng 9, tôi không dám nói năm sinh. Anh không thích đồ ngọt, nhưng mà từ ngày anh nếm vị ngọt trên đôi môi của em thì anh bị nghiện nó. Với đôi môi này mà chị Trang Ủa tào lao vợ chồng ta mà. Ủa em sao vậy? Thôi mình đơn là đông lại. Thôi mà thôi bỏ Lực thôi. Có gì với anh không vợ? Thôi thôi anh Lực. Ba mọi người biết anh không? Em nói đi, em có gì với anh không? Thôi Lực. Ba mọi người đã coi cái chương trình Bảy Nụ mùa này là cái cặp mà đang yêu nhau và lấy nhau làm chồng làm vợ là Thúy Ngân với lại Thúy Lực. Thôi Lực. Tôi đề nghị đạo diễn chương trình hãy sắp xếp một cảnh tôi hôn Thúy Ngân. Tôi muốn em ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời. Đừng. Cho em tâm lý là người yêu ảnh là em khó đông lắm rồi. Rồi, bây giờ là Lâm Vĩ Dạ. Người ta có câu là say men rượu, say còn lúc tỉnh, say men tình, say mãi vẫn còn say. Thì lúc mà em biết anh Đạt thì cuộc đời em luôn luôn trong trạng thái say xỉn trong tình yêu. Gửi anh Đạt của em. Không phải áp lực vậy luôn. Áp lực quá à. Không, kiểu mọi người ơi, chúng ta nói về tình yêu chứ không có nghĩa là ai phải gửi tới người yêu mình. Đúng rồi. Ủa, hiểu không? Nói tới người yêu, em phải gửi tới người em yêu nữa. Rồi, đồng ý. Đó, tôi gửi tới người tôi yêu rồi. Tôi yêu người à, tôi không dám gửi tùm lum tùm la kỳ lắm. Vâng, và ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2. Em xin gửi đến người em yêu, đó là anh Hứa Minh Đạt, 1000 nụ hôn ạ. Lúc nói vô đàng hoàng cũng tấu hài nữa, thấy không? Nó không đâu có đâu, em thấy tình cảm mà. Valentine vậy chứ. Rồi, tình cảm gia đình có nhất là tôi thích cái chỗ mà nhìn Hứa Minh Đạt là cho lúc nào cũng trong men say xỉn á. Tại sao không? Tại Hứa Minh Đạt hay xỉn, hung dạ và xỉn luôn. Chú Thế Minh. Em thì xin chúc cho những ai đang cô đơn trong ngày Valentine sẽ gặp được cái người mà khiến cho mình muốn thay đổi. Dạ. Vậy là anh gặp được chưa? Như vậy là em muốn thay đổi đúng không? Anh Kiên ơi, sau cái câu nói đôi môi đó, anh chúc em có thể có duyên hơn để sớm có người yêu. Thôi mà. Vậy là em gặp được người muốn em thay đổi rồi đó. Thay đổi là gì nữa? Thấy không? Dạ, anh Vinh đã chúc cho những bạn chưa có người yêu thì sớm có người yêu á. Thì em cũng xin chúc cho những cặp đôi đang yêu nhau sẽ ngày càng yêu nhau hơn và nắm bắt những giá trị ở hiện tại bên cạnh nhau. Giây phút ở hiện tại là quan trọng nhất, đừng có suy nghĩ về tương lai hay là quá khứ mà là hiện tại. Chỗ anh dáng sao cười vậy? Chị này em hiểu vô luôn, rất là vô luôn. Có muốn gửi tới ai không? Chị anh hiểu Ngân đang nói gì thôi. Chị đúng mình anh hiểu. Tính là Ngân sống rất là vô lô đúng không? Wow. Em sống là cho hiện tại. Là câu đó em nói cho em hay em nói cho ai? Thì em nói cho tất cả mọi người đang yêu nhau, chưa yêu nhau và sẽ yêu nhau. Em thật tâm em chúc cho những cặp đôi đang yêu nhau mãnh liệt hơn đúng không? Dạ đúng. Vậy sao từ nãy tôi nói đồ ngủ hôn của tôi với vợ tôi em chê cười tôi làm sao? Không, em ủng hộ. Em ủng hộ mà. Em ủng hộ chị Trang. Đôi môi đó mà trời. Thôi. Chứng tỏ là một điều là chị Trang rất yêu anh mãnh liệt, có thấy không? Với như vậy mà chị Trang hôn anh. Ủa ngờ. Như vậy là sao? Thôi, giữ lại đi Ngân. Lại đi. Gia đình ta phải làm gì Ngân? Tôi đồ bỏ hả? Thôi, trong nhà mà. Bây giờ tới Ninh Dương Lan Ngọc. Đây, cô gái cô đơn 365 ngày. Nãy giờ mọi người cũng chúc hết tất cả các nội dung mà em đang suy nghĩ trong đầu đó. Nói chuyện cái môi tôi là biết em đang soạn văn nè. Không có. Thì bây giờ em muốn gửi tới mọi người một bài hát thôi. Tình như say, nhẹ như mơ. Tình là tia nắng sáng chưa chang, mình bên nhau quên thế gian. Tình yêu ta trao nhau. Bộ phận âm thanh.
chỉnh âm thanh hay hay chút xíu được không? Chỉnh âm thanh hay hay chút xíu được không? Đức giọng Lan Ngọc bình thường hay lắm. Mọi người ơi, cái này là em nghĩ là do lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật âm thanh chứ giọng Lan Ngọc hay lắm. Cho một miếng bass chép đồ eco, thậm chí làm nhòe tiếng luôn cũng được nha. Bây giờ em hát hai lần rồi mọi người về đè lên cho em nha. Rồi ok. Tiền như say. Em có thể nói rõ là em đang hát tâm gì không để anh vô? Không, hát bài gì để mọi người dò với em. Em không có nhớ tựa. Không sao, để mọi người Google lại nha. Tình như say, nhẹ như mơ. Tình là tia nắng san chiếc tràn. Mình bên nhau quên thế gian. Là hát vừa. Ta trao nhau mãi. Hai. Rồi, hết hả? Ngân người lên mấy câu. Wow. Thôi Việt Trung, em là ca sĩ thì em hát. Rồi. Em hát một đoạn trong ca khúc em mới viết. Rồi. Bài hát này là em đại diện cho tất cả các anh trai dành tặng cho người yêu của mình, người vợ của mình, giống như là một lời cảm ơn mình dành tặng cho người ta đã bao nhiêu năm chung sống và cùng mình lo lắng cho con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình với mình. Rồi. Bài được mang tên là Cảm ơn tình em. Anh yêu em như là vầng trăng, đêm 15 soi dài biển rộng. Dù cho mưa gió kéo qua nơi này, tình yêu anh vẫn chẳng đổi thay. Em đã mang cả cuộc đời em trao về anh mà không cần gì. Vì yêu anh em đánh đổi tất cả. Cảm ơn em đã làm vợ anh. Mới được ngân ngân như vậy đó. Đâu em hát anh ngân nữa coi. Tiền như say. Trời ơi, trời ơi, mình ngân ngân tự động được mình ngân thứ công. Đây, tiền như say. Rồi được rồi. Tiền như say. Rồi là như mê. Bé này khờ dễ sợ, nó tính vô nó thế chỗ em nó bóp cổ em chết luôn. Khả Như. Dạ. Bây giờ Khả Như sẽ nói về tình yêu nè. Em xin gửi một cái lời nhắn nhủ đến những người mà em sắp gặp, hay cả những bạn độc thân sắp gặp người yêu như thế này. Buổi sáng rất là quan trọng. Mình có thể ăn hoặc là không ăn, nhưng nếu không ăn thì sẽ đói. Em ước gì mỗi buổi sáng anh là thức ăn của em. Trời ơi, một câu nói thôi là biết chết đói rồi nè. Trời ơi, bây giờ cái chuyện ăn sáng, cái chuyện hết sức đơn giản đúng không mọi người? Ăn sáng thì mình không ăn cái này mình ăn, mình nấu mì gói mình ăn. Tự nhiên ước mơ có một buổi sáng thôi là sao? Là người ta có nhìn... nghĩa là em phải đói bụng dữ lắm. Anh ơi, người ta nhìn người ta thấy no rồi. Tức là Khả Như là chỉ có buổi sáng thôi. Có nghĩa là em thích dùng người ta buổi sáng. Thì buổi trưa, buổi chiều, buổi tối em dục người ta. Không phải, cái đó là ước mơ thôi. Em ơi, nếu vậy thì em nhìn đi, anh làm được mấy món? À. Chắc 14 món. Bây giờ chúng ta sẽ chia đội. Đúng, chia đội. Cách bốc thăm trúng thưởng. Hai khách mời không cần phải bốc thăm trúng thưởng nha. Lát nữa mình sẽ mở ra. Cỡ bốc ra con mây con mày hay cỡ ra. Đừng mở vội nha mọi người. Đừng mở vội. Ngọc mày nãy vô toilet mới chơi đồ hay gì. Lát giờ kìa. Anh Vinh để em đổ ra cho anh. Ủa? Bây giờ Như với Trung hãy chọn 1, 2. Em 1. Trung 2. Lan Ngọc mở đầu tiên. Để chờ cho em số 1. Số 1 về đội Khả Như. Số 2 về đội Hồ Việt Trung. Số 1 số 1 về đội Khả Như. Yeah, yeah. Cái đội mà người ta tính lấy quyền của mình. Đâu phải em lấy anh mà. Ủa? Chứ đâu phải em lấy Lan Ngọc là bạn em mà. Mày coi cho vợ em lấy, lấy anh được. Thôi chỉ có vợ anh lấy anh. Hiểu không? Rồi, Trương Thế Vinh. Vô. Con số là số 2 vậy Vinh ơi. Anh là bóng số 2. Ok em, anh về với em. Số 2. Anh biết anh được số mấy không mà anh về với người ta. Tôi số 4. Tôi chơi mình tôi à. Anh đi dạ. Số 2. Hồi Việt Trung qua bên đây. Rồi. Số 1. Số 1 qua bên đây. Rồi vậy là tôi số 2 chắc rồi. Đâu mở đi còn dư cái mình cất mà đâu biết được. Chị ơi, chị gánh hai đứa bé rồi, anh lừng linh tội. Trời ơi. Thôi được rồi, tôi nếu nhìn đội hình này, tôi số 1 là thua chắc rồi. Là thua chắc rồi. Rồi đừng cho ông chú về đợi mình nha. Đừng. Trời ơi, con đừng có dạ, xé luôn, xé qua bên đây luôn. Xé qua đây luôn. Thôi anh luôn, từ từ nó chuyện cũng sao hết á. Trời ơi, làm như muốn cần á, bên đây trời ơi. Thôi ơi, ơi, số 1 bạn được rồi. Ơi, chết rồi. Ơi. Anh gánh tụi em. Anh gánh tụi em. Gánh đội nha, gánh đội. Gánh đội rồi. Một mình tôi làm sao gánh nổi ba người. Tỷ luật số 1. Anh gánh đội ba con yêu nữ. Anh gánh em. Thường là có Ngân với Ngọc là chịu không nổi, giờ thêm Khả Như.
Bên đây hơi bị ít người, thiếu người, tôi về đợi bên đây luôn. Trời ơi, nó đòi mạnh lắm á. Bạn nói luôn hình phạt rồi, bạn phạt luôn rồi, đi chơi gì nữa. Mới nghe nè, vậy hôm nay chơi chơi sức mạnh đâu có gì đâu anh Luật. Chị Như nói gì, mình phải cho chị thua tới mất, thua tới mất. Chị thua là em thua. Như vậy là hai đội đã rõ ràng hết rồi, ba nữ một nam. Ê, ba nam một nữ đó. Điều rồi ơi. Thật là biết hưởng thụ. Vậy bây giờ là trò chơi đầu tiên, xin mời. Cùng Herbalife Nutrition, chọn dinh dưỡng lành mạnh, đón năm mới an lành. Chào mừng quý vị đến với trò chơi đầu tiên của 7 nụ cười sao. Hey. Đây là trò chơi ném bóng bảo vệ vua. Chúng ta sẽ chơi 3 hiệp, đội nào thắng 2 hiệp thì đội chiến thắng. Vậy là tôi hiểu ai là vua rồi. Mấy đứa bảo vệ anh đi. Ôi, nhìn cái đậu này giống thèm sữa vậy sợ. Chúng ta sẽ cử ra hai người, một người làm vua và một người làm cận thần, là người bảo vệ đó. Em sẽ làm vua. Được, cho em làm vua. Chúng ta sẽ có quả bóng đặt chính giữa. Hai đội sẽ lùi về sau vạch. 1, 2, 3, đội nào lên trước thì giành được bóng. Bóng đó sẽ chọi về phía đối thủ. Nếu chọi trúng vị vua đầu tiên, lập tức thua. Okay. Nhưng mà vua có được né không? Bình thường rồi, okay. Ném trời trúng cận vệ không bao giờ chết, là người luôn ở bên để bảo vệ vua. Những người còn lại ném trúng loại, nếu như chụp được thì không sao. Bên đây ai làm vua, ai làm cận vệ? Em làm cận vệ cho Ngọc. Ngọc làm vua. Tôi là thái giám kế bên vua. Đây là vợ vua. Hoàng thượng. Bên đây ai làm vua? Em. Ai làm cận vệ? Em. Các vị vua vẫn chơi bình thường, chỉ có cái là đừng để bị trúng bóng. Trúng bóng là đội mình lập tức thua. 1, 2, 3 Chết. Loại hả mày? Hay quá. Đúng mình, loại. Trời ơi trời, trời. Giật chạy này làm sao lại được? Giật, giật. Một, hai, ba. Rẻ lắm anh Lục á. Rẻ lắm anh Lục á. Thôi, lại, 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 chạy, 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 chạy. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Chút, chút, chút được chút thoải mái chút. Đây. Quá, sao có bị bắt ta? Ta cận vệ mà loại gì? 1, 2, 3 1, 2, 3 Ai là cận vệ? Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Em là lính mà. Loại. Loại, loại. Lính là bị loại. Loại. Lính là bị loại. Chết rồi. Chết rồi. Mới chứ. Chạy lên đứa mặt à. Em tưởng cần về bị loại. 1, 2, 3 Chọn luôn, chọn luôn. Chọn luôn, chọn luôn. Chọn luôn. Á băng qua, á băng qua. Trời ơi, tôi chụp luôn. 1, 2, 3 Lục ơi! Anh Lục ơi! À. Trời ơi! Đúng không? Trời ơi! Chút xíu nữa trội vô mặt rồi. 1, 2, 3 Anh Lục ơi! Hợp quá, thế nào chọi nè. Lên lấy chọi đi. Bất tử. 1, 2, 3 Hỏi giúp chùm kìa. A Văn qua nha, A Văn vẫn được nha anh. Chúng rồi. Không chúng, 1, 2, 3 Chúng lên được ơi, mày không lên được ơi. Mày không trả lời gì hết vậy? Không chơi hả? Rồi,
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có tình đúng không? Chụp rồi. Chụp. Chơi đi, sợ gì nữa? Chơi đi. Lần tiếp theo là vui chơi. 1, 2, 3. Ngọc ơi, Ngọc. Đầu tiên đội màu xanh hả? Chỉ cần loại con cá sấu kia ra là mình bây ngon. Giờ mình có đổi không? Bên đây là cận vệ, đây là Gân. Gân là cận vệ đi Gân. Em nè. Đây em là cận vệ đi. Đó, em bự hơn anh. Tụi em hai đứa em là lên đây, hai đứa chơi nè. 1, 2, 3. Rồi né đi. Giết. Né đi. Giết giết. Không bao giờ chết, không bao giờ chết. Cận vệ bao giờ chết. 1, 2, 3. Chết. Đúng rồi. Trở lên. Trời ơi. Hai loại. 1, 2, 3. Đỡ cho Lan Ngọc. Đỡ cho Lan Ngọc. Đỡ cho Lan Ngọc. Trời ơi, kiểu gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, bây giờ cho đi cận vệ vẫn chết như thường. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vua là đúng không? Ta vua là. Phải xuất cung. Trời ơi, cái triều đình gì đâu toàn là bánh bèo không à. 1, 2, 3. Đúng rồi. Rồi. Hãy đầu hàng đi. 1, 2, 3. Tôi đẩy cho anh đây nè. Đừng có đơn một như vậy. Trong ba người sẽ tự chụp chọi nha. Không đến. Chơi ai bằng hả? Không đến. Em định nó trên. Lên chọi lại vậy dạ. Đến xuống. Anh sợ quá, bên đó đông quá à. Đó rồi chạy lên giật bánh đi. Thôi chạy gì lại. 1, 2, 3. Lụm đi chứ làm gì vậy? Cá rồi mới lụm được. Trời à, ủa? Nhưng mà được cộng loại cho luôn rồi. Loại. 1, 2, 3. Anh lụm, anh lụm, anh lụm. Anh lụm, anh lụm, anh lụm. Ôi, ôi. Chạy đi. À, xứng đáng được thưởng. Hai lượt đội màu xanh toàn thắng luôn. Em thích đội anh thiệt chứ. Bây giờ là vòng thứ hai của bảy nụ cười. Lazada flash sale đồng giá về kịch sàn mỗi ngày. Chúng ta đang đến với trò chơi tiếp theo của bảy nụ cười. Trò chơi này chúng ta sẽ chơi 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Rất đơn giản, chúng ta sẽ lấy bóng mang về phao. Bóng màu xanh 1 điểm, bóng màu hồng 2 điểm. Đem về vậy thôi, không có gì hết trơn. Cứ chạy lên lấy đem về thôi. Vậy thôi. Quá đơn giản. Mình chọn cái phao nào ạ? Màu hồng. Màu hồng ạ. Bên mình chọn phao màu này đúng không ạ? Rồi, dạ, màu. Sắc màu. Rồi chúng ta sẽ chơi 3 người. Hiệp tiếp theo thì cái người mà chưa chơi sẽ thay cho người chơi. Ok, 3 nữ chơi trước. Ok, 3 nữ chơi trước. Sao mà tụi em giật dọc rồi lại nổi rồi bên kia? Chơi trước đi, liến thoáng lên. Chúng ta hãy nên nhớ, chúng ta còn phải hoạt động nghệ thuật rất là nhiều thời gian sau. Nên hãy chơi điềm tĩnh, hãy chơi nhẹ nhàng.
để ảnh hưởng tới nhiều bộ phận mà thay thế là một điều rất khó khăn. Trong lúc lấy bóng là chỉ tập trung bóng, không được bốc khúc tầm bậy tầm bạ. Anh nói anh đấy nha. Vậy là dáng này em nghĩ đúng không? Em nghĩ dáng này, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Màu xanh 1 điểm, màu hồng 2 điểm. Lật, lật, lật. Chị nhất. Trời ơi, làm chơi sao bà té. Dạ. Lấy cơm vô. Ủa gì vậy, gì vậy, gì vậy? Quăng gì? Gì vậy? Chị dạ, chị Như. Đây, 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 chị Như. Đây. Ê, nó mong nó xiết anh kìa. Không, nó mong nó xiết cường không? Nó mong nó xiết cường không? Lấy màu hồng em hả? Không. Ngọc ơi, nó mong nó xiết cường không ơi? Như, màu hồng, màu hồng, màu hồng. Bé Ngọc chơi kỳ quá. Trời ơi. Bảo vệ khung thành, bảo vệ khung thành gì vô. Chống chống kẹp anh lật, 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 chống lấy màu hồng, lấy màu hồng. Màu hồng thôi, kỳ vậy. Mà còn sao? Lấy chị. Lấy Linh, giữ lại chứ. Nè, dạ, dạ. Nè, nè, nè. Ủa, đâu mày? Đâu không phải, lấy được chứ. Lên rồi. Ok. Rồi trả đây nè. Ủa, gạo. Quanh mệt quá bà Ngọc. Ủa không, mà hai người. Phải để vô đó chị Nhu, phải để vô đó. Hết giờ. Xin dừng tay. Bên đây hiện tại có 5 quả màu xanh, 2 quả màu hồng, 4 điểm là 9 điểm. Bên đây 2 quả màu hồng là 4 điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 cộng với 4 là 15. Đội của các bạn đã giành chiến thắng ở lượt đầu tiên. Ủa thua hả? Thua rồi. Trời, cống hiến gì mà thua hả? Người ta mang nguyên cái thau đi qua bên đó đổ vô luôn. Có hay đâu. Bây giờ lượt thứ hai ai nghỉ? Em. Ninh như Lương Ngọc nghỉ. Ủa khoan tí. Hồi nãy bé Ngân phải ra ngoài mà sao bé Ngân cùng ôm nó giành bóng tùm lum hết trơn á. À, em lụm bóng thôi. Ông thấy ông cho thua đó. Máu me đã chảy rồi. Được rồi. Go. Vô 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 lô dai. Lô dai dai. Lô dai lô dai lô dai đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Để anh, để anh. Thôi em chạy về như vậy. Không có kéo quân. Đất ơi. Gơm vô. Màu hồng không? Màu hồng không? Màu hồng. Anh ơi, anh Giang ơi. Em không có làm gì luôn hết. Anh Giang. Anh Giang. Anh Giang. Anh Em không có làm gì luôn hết. Anh Giang. Màu hồng cái đó. Mày không làm gì luôn nè. Từ từ. Anh Giang ơi. Nó nắm đầu em nè. Giang ơi. Giang cây bóng rồi nha. Anh ơi. Ê, Giang à, trời chơi bốn người nha. Ê, ăn Giang à. Lấy lượt chứ hả? Ê, hết trơn chứ. Ê, chơi bốn người. Anh lượt. Mày quá lạnh. Gì đâu? Lớn lên rồi. Anh ơi, anh tôi bên này nhiều lắm. Ê, anh đi đâu vậy? Chơi là gì hả? Đâu lại kìa. Đừng có tung quần lên. Đừng có tung quần lên. Thôi thôi. Thôi anh lục kỳ quá à anh. Chết chết. Anh chết nè. Đẩy ra anh ơi. Đẩy ra anh ơi. Đẩy bóng. Anh chết rồi. Anh lục ơi. Anh chết. Anh lục ơi. Anh lục ơi. Anh lục ơi. Anh lục ơi. Ghê quá. Anh lục ơi. 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 Bà
không? Để cho mặt cô vô đánh ăn. Ê, dạ, cứu anh. Trời ơi, anh làm gì? Anh làm gì? Anh làm gì? Anh làm gì? Anh buông ra. Cái này tôi đang làm gì anh? Làm thảo. Hết giờ chưa? Anh không có gì quá à. Gói chưa? Thôi chưa? Anh Lộc chơi lấy của em. Hết giờ. La đi cơ bóng hồng không? Ủa sao chị lửa màu xanh không vậy? Anh Lộc anh thọt cho anh lấy đó. Anh đẩy có chụp kịp đâu. Anh không cứu anh. 4 quả xanh là 4 điểm, 4 quả hồng là 8 điểm là 12 điểm. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 giây. Khỏi đếm luôn. Lượt thứ 2, hiệp thứ 2. Thua luôn, thua luôn. Trời ơi, em tưởng mình thắng chứ. Trời ơi, cặn máu me không? Chị gì vậy? Đâu phải của em. Tỷ số hiện tại là 1 đều. Rồi, 1 đều, không sao, không sao, không sao. Trời ơi, mọi người anh được á. Anh đi chơi hết bóng đi anh. Đây anh ôm cái đó hoài, anh hoành. Mà trong cái phòng 2 bé đã làm tròn trách nhiệm của mình. Mà trong đó mình để có mình dạ qua đèn dạ xuống lấy hết bánh về. Tôi vừa ôm bé dạ tôi đẩy ra tôi nghe bé dạ kêu. Tôi vừa ôm bé dạ tôi đẩy ra tôi nghe bé dạ kêu. Không sợ. Nó chụp một cái nó không ngã. Tôi ám ảnh. Tôi ám ảnh cái chuyện nó bẻ vào nước rồi này kia tôi sợ. Trời ơi. Em như một chú ông chăm chỉ vậy em gom. Hồi nãy Thúy Ngân với lại tôi thấy Vinh khủng khiếp. Ngân thì bao, Vinh thì quá. Trời ơi, rơi vậy hả? Em chơi em lột quần anh là không được. Em lột anh chơi lột quần. Em kéo anh đứng dậy anh đi. Anh chơi em lột anh quần anh chơi em theo. Em đã kéo thì phải ngồi xuống đi. Anh vui khỏe thiệt. Em dùng dãy quá trời luôn không được. Thế người ăn gian đó thì hai người dập em luôn. Không có, em chỉ giữ cái này em sợ là nó che mặt anh. Giữ mặt anh còn chiếc ổng ra đi nè. Em thấy vậy vô bắt đầu kêu là ôi chữ này cẩn thận có chuyện tao gãy tay anh Lực vô nhận em nè chơi cho tới đường tranh chơi cho tới luôn anh quên anh tưởng mình chung đội. Hiện tại là tỷ số 1 đều cũng chưa có ngã ngủ gì cả. Chưa ngã ngủ mà. Ủa nó cười như là thắng gì trời. Thắng vòng này thôi. Yên tâm, bây giờ là trò chơi tiếp theo. Đây là trò chơi tiếp theo của 7 nụ cười show. Chúng ta sẽ có 2 hiệp chơi. Dạ. Sẽ có một người ngồi trong đây và đồng đội của mình sẽ lấy bóng để vào và xuất phát thả bóng. Mình làm sao mình nhúng, mình nhúng làm sao để cái bộ phận ở dưới đây nó chạm vào trái bóng nó bẻ cái bùm và nước sẽ chạy về cái hồ này và sau đó chúng ta sẽ đo lượng nước đòi được nhiều hơn thắng. Trời ơi, tôi cử Khải Như sẽ lên ngồi nhúng. 3, 2, 1 vô. Rồi, vô. Trời ơi, không được. Nặng lên chị, nặng lên. Nặng lên, đúng rồi. Ê, mạnh lên. Lên Từ từ Trời ơi, má ơi. Dạ.
hả? Nó không phải. Ngọc ơi Ngọc, làm gì Ngọc? Nó không phải vậy. Nè. Giá trị quá rồi. Hay quá. Lấy trái bự đó gì vậy? Trái bự đó. Lấy trái bự lên. Lấy trái bự lên. Đây. Lấy trái bự đi. Ờ đó. Trái bự bự á. Bằng. Hết giờ, dừng lại. Hiệp đầu tiên, chúng ta để im đó, không cần phải đo nước. Chơi hết chúng ta đo một lần. Bây giờ đổi vị trí. Lần tiếp theo chúng ta sẽ chứng kiến hai người đàn ông lực lượng nhất, Thứ Vinh và Tiểu Lực. Bắt đầu. Lên xuống nào. Lên. Lên. Đó. Lên. Đứng lên đi. Bể, đưa đây. Anh chậm bể hết. Bể hết cho mọi người ơi. Ê, tụi em bên kia bóp quá vậy. Đâu bóp, anh Dũng đâu bóp là gì lắm. Không có nha, không có bên kia mới bóp. Đó, nhanh lên. Anh lột cái cục mình nó bị phễu á. Cái của tôi nó bị hư rồi. Buông tay ra nha. Không khỏe luôn rồi, thấy không? Nè, xuống nè. Ông lột. Tiếp. Ông lấy cái tay ông kìa. Đây, thành quả sau hai lượt chơi. Chơi vàng cũng thua nữa thiệt á. Sao mà ảnh có thể làm méo ngược vô như vậy được vậy ta? Màu xanh nè, màu xanh mọi người thấy hơn rất là nhiều so với màu đỏ nha. Rồi, đội màu vàng thắng nha. Tỷ số hiện tại là 2-1 nghiêng của đội màu vàng. Thua nữa. Nè, tôi nói thiệt, bên tôi thua là nhờ Khải Như không đó, còn nước bên tôi nè. Nếu mà hết cái số nước này mà vô đây thì dễ gì bên đây hả? Anh coi nước bên tôi đi. Ok, bên em cái gì cũng về hoa hơn lên hết. Lên hết. Tập với hai người đồng đội mà yêu thương lắm. Tập này cái mắt trời ơi, mà đúng nha, là từ đầu mùa tới giờ anh Luật chưa thắng một game nào hết anh. Ai vô anh Luật là đúng à? Chưa thắng một tập nào luôn á. Em nhớ mùa trước em chung đội với Lan Ngọc cũng thua. Mùa này em thấy có dấu hiệu không thắng nha. Mình mới là 2-1 thôi, mình vẫn còn một game để mình gỡ gạc chị em ơi. Em sao cố gắng nha em. Đúng vậy, cố lên. Chúng ta còn một game nữa để đội chúng mình cân bằng tỷ số. Yeah. Mời game tiếp theo. Chơi là chơi. Phải cùng một phút. Đúng rồi. Chơi. Đây là trò chơi tiếp theo của 7 nụ cười. Xoay. Bơm nha. Đi. Lên. Ta-da-da. Trò chơi này chúng ta sẽ chơi 4 cặp.
Thì đội nào 3 người thì có người chơi 2 lần. Và luật chơi đơn giản, chúng ta sẽ chọn đối thủ, sau đó đứng đối diện nhau. MC đập gì thì làm đó. Khi nào chỉ cần nghe thao nước thì có quyền chụp thao nước, ai chụp trước tạt người kia hết. Trời ơi. Vụ mà ăn giật làm sao tụi em lại anh luật chứ. Chọn đối thủ đi ạ. Tôi không dám chọn. Chị Như muốn chơi với ai? Em chọn anh Trung. Trung với Vinh luật. Như với Trung. Anh luật 2 lần. Đừng để ý, đừng để ý. Em dạ. Em biết anh không thể nào không ra tay với một cành hoa như vậy mà. Không không, em biết cái tính anh. Không, em không ra tay hả? Nhưng mà nhưng mà anh không thể nào mà nhường nước tay được. Trung Như mới nói em biết anh chậm lắm. Ai nói? Như nói. Hồi nào em nói hồi nào. Chậm là chậm cái chuyện khác thôi, chứ cái chuyện này lẹ lắm. Vinh chơi với ai? Ai muốn chơi với tôi? Thúy Ngân. Đây Thúy Ngân, em đề cử. Sao hai này mùa nào cũng chơi nhau vậy? Hai em chơi cho. Vinh chơi 2 lượt, mỗi người 1 lượt. Vậy thì Tiến Lượt sẽ chơi với lại bà Thím Lâm Vĩ Dạ. Trời ơi em cũng bị đĩa đẹp. Bị tạc cơm là ơi. Sẵn sàng chưa? Hiểu luôn á. Cặp đầu tiên sẽ là ai? Em chơi 2 lượt em trước cho. Rồi. Hai em lên. Em sợ anh chắc. Ê mời chơi rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sau đây là những hành động bắt buộc phải làm theo. Cho một tràng vỗ tay. Nó hai người ta đâu chưa? Hai người không mắc gì hồ thế vậy? Lành quá. Vừa sờ mặt vừa sờ chân. Ê bên này đứng gần quá. Anh Giang nó 1.5m. Khúc này chưa tới 1.5m. Tay trái sờ tay phải. Ủa gì vậy? Ôi trời ơi. Sờ cổ chân. Sao ủa? Phan Sĩ mắc cái gì tới gần vậy? Khoan. Không phải cái này sao tới gần vậy? Bạn cho tôi một cái mức rõ ràng đi bạn. Chứ nó vô hình là nguy hiểm lắm. Không sao. Tôi đề nghị chương trình cho cái mức đi. Nghệ sĩ ăn gian dữ lắm. Thao nước. Ê, người ta cầm trước em rồi. Đúng rồi, ta cầm trước. 1-0 nghi về đời Thúy Ngân. Cặp tiếp theo. Trung. Trung Như. Nếu mà anh có mạnh tay quá thì bỏ qua cho anh nha. Trời, anh chơi gì hay chơi lại anh. Vỗ mặt mình. Bắt tay đối phương. Tay trái nhéo lên mũi. Vậy anh Giang sao cứ thò cái tay chung thục với Như thục lại. Lùi lại 2 bước. Ủa 2 bước biết 2 bước không? 2 bước. Sờ cổ chân. Sờ cái cổ chân. Hồi nãy cũng sờ cổ chân là tạt đó. Xoạt ngang. Xoạt hả? Cái đó xoạt dọc. Cái đó xoạt dọc. Thao nước. Thao nước. Trời gì nhớ. Thao nước. Trời gì nhớ. Phải tạt cho người ta chứ. Cái này là hết rồi. Người ta cầm lên ta tạt cái bóng đó gì vậy? Còn học được nữa. Như thắng em bạn ơi. Thắng rồi. Cái gì? Đúng rồi. Đồng thao trước. 2-0. Rồi cầm tiếp theo. Lùi 3 mét. Ba mét xa nha. Ngồi xuống. Chị giả xa hơn rồi. Sợ gần hơn, gần hơn. Ủa gì tự nhiên, sao tự nhiên bước tới vậy? Anh xa lắm luôn á. Anh phải đứng lại. Đừng quay dòi dòi đi anh. Quay dòi dòi đi. Tay phải chỉ lông mày phải. Tay trái thật. Tốt 1-0. Đưa chân xuống cho nó đúng rồi đó. Lợi thế. Bước lên đó kìa. Tắm nắng. Anh Lực tắm nắng. Anh Lực tắm nắng nào xuống. Lực nằm xuống. Anh chưa tắm biển hả? Ủa kệ ta. Anh phơi cái đít thôi. Gạp trứng. Bọc. Con ếch rồi. Anh Lực bỏ tay vô rõ ràng. Đi theo để cho tay ra. Không phải con gà. Lùi 2 mét. Rồi, dạ, anh sao không anh? Thiếu nữ gội đầu bên suối. Cái này là trọng là đúng rồi. Siêu mẫu kết quốc bị té. Yoga trên bãi biển. Được anh sát lại xíu nữa. Đứng một chân. Cái này được nè. Ủa anh xí sao em với Lực nhiều quá vậy? Thao nước.
Anh là chú chỉ cho cô hồn luôn á trời. Trời ơi, ông nhanh. Ôi chết chị lo chị làm đi chị cãi anh vậy. Tốc độ đúng rồi. Giải thích anh coi giải thích đũa đứng một bãi biển này kia. Ưu ái gì đâu. Đúng rồi, ưu ái á. Thiết luật á là không nhớ nói gì, chỉ làm và tập trung thôi. Đúng rồi, tôi chỉ tập trung cao độ và tôi nói tôi chỉ chịu từng thao, tôi quất liền rồi. Thì đi lần học vô, sẵn sàng chưa? Nhảy cha cha cha. Nhảy cha cha cha. Tập trung. Chó mệt. Chó mệt. Chó mệt. Rắn hổ mang. Nhảy cấp lui. Nhảy ba lui 3 mét. 3 mét là nhiều lắm á. Xuống đó. Đừng hơi dính, được. Ngất xỉu. Ủa sao xỉu về khu vực này xỉu vậy? Thao nước. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Ôi chị gặp. Lắc mông. Dance box. Dance box lui. Dance box lui mà. Dance box lui 1 mét đi. Đúng, 1 mét rồi. Lên xin anh nhìn. Squat, squat. Tập tạ. Trời ơi, vừa nhảy vừa lên luôn rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ké đầu, ké đầu. Ké đầu nha. Ké đầu, không sao đâu. Ké đầu. Rồi, thao nước. Thật là non kép. Trò chơi này là đội mình thắng. Yes. Và hồi nãy là mình bị dẫn trước là 2-1. Tỷ số hiện tại tới thời điểm này là 2-2. Hay đấy. Yes. Hay quá. Bây giờ có đấu không? Đấu. 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 Đấu với ai? Anh là nhanh, nhanh một cái. Cái sao anh chậm thường anh vậy đó. Cái đầu nhanh lắm, cái sao chậm. Bóc số ra đi. Bóc số ra. Bóc số. Hai lớn hơn. Chơi đi anh. Chơi lần chơi là khó có. Chơi lần một đó. Ai sẽ đấu với anh? Em. Chúng ta sẽ có rất nhiều số ở đây. Tính theo toán học, số lớn sẽ tặng đến số nhỏ. Tỷ số hiện tại chung cuộc là 2-2 rồi. Bây giờ cái lượt này là lượt thách đấu. Và sẽ tính vào đội thắng chung cuộc luôn. Yeah. Trời tôi không? Tin tưởng Lan Ngọc. 3 lần. Tin đi. Ai thắng nhiều hơn là thắng luôn chung cuộc. Rồi ok. Hãy chọn. Cặp đầu tiên. Rồi. Đường xong ở trên. Thôi vậy đi, vậy đi. Rồi ok. Rồi xong rồi. Thôi bên này có số 9 là sao thắng nổi. Móc ra có một số mà. Thua chắc rồi, ăn tạc rồi. Trời ơi. Lan Ngọc. Tiêu rồi. 15. Rồi. Tôi nói là em sẽ thắng và tin tôi đây. Trời ơi. Tôi nói em may mắn quá. Lại đây. Lại đây. Không, như vậy đó. Quỳ xuống, đúng rồi. Hả Hồng Gia. Hả Hồng Gia. Em muốn anh trên Hả Hồng. Mọi người khờ khạo. Mọi người rồi ơi. Xong. Bao nhiêu sự xui xẻo đã qua bên đây rồi em à. Tôi nghe cái tiếng nữa mới nghe cái bụp luôn á. Nó mới bị giọng vô trong cái họng á. Bụp. Tiến luật. Em phải trả thù. Cái gì? Em phải trả thù tiến luật. Ok 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 em. Lượt này mình thắng có nghĩa là mình thắng chung cuộc luôn. Còn mình thua thì đợi lượt cuối cùng. Dạ. Sao hết rồi. Đều rồi đó. Anh rung tay quá vậy lực. Em không cần phải lựa nhiều nhân lực. Buồn ơi, mặt buồn buồn. Đây tôi sẽ công bố. Mặt buồn buồn ơi. Tiết lực để đây, tôi thấy với mọi người đâu thấy. Chúng ta có hai con số rất to. Và một người đã thua một người.
hai con số đều là hàng chục. Ủa, em nghĩ tiết lực 30 hả? Quay xuống hả? Chưa. Quay xuống hả Hồng Gia? Đây là của Lâm Vĩ Dạ, 47. Đúng vậy. Nhưng tiết lực 32. Quay xuống. Ngửa mặt lên. Ngửa mặt lên trước vô lỗ mũi. Không nha. Tôi không biết bơi. Không biết bơi thôi vậy thôi. Ê, chủ sẵn thì tắm ta rồi. Đứng rồi bên đây nè. Nó tạc đàng hoàng mà chứ tạc. Rồi, ok, anh muốn tắm. Thôi, vậy đó. Dạ. Mà cũng hên là nó giữ lại cái thao đó, chứ cái thao đi luôn là mệt nha. Lời cuối cùng sẽ quyết định đội thắng chung cuộc. Chị dơ ra đi kìa. Hồ Việt Trung. Vô. Rồi, thấy rồi. Thấy mà quan trọng bóp được không? Được, 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 ổn, 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 không sao, không sao. Không rồi, sao trên... Bóp vậy mình cùng bóp. Rồi. Không, anh nào đó lúc rồi mà. Lá khác. Lá khác đúng không? Anh Giang lấy cái lá ra này, để lát nữa. Hồi nãy em thích chọn gì dạ kia chọn cái này nè. Đúng tay luôn. Anh coi cái lá đó coi. Rồi. Đây là cái lá mà hồi bị chung chọn mà Lâm bị giảm chịu là 34. Đáng rồi. Xin phép. Đây là của Khả Như. Xin phép. 31. Nếu hồi chung chỗ là nãy là 34 là hơn Khả Như. Nhưng chung may mắn lắm. Còn gì nữa đâu. Nãy em đã chọn rồi trời ơi. Ôi, 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 ôi. Cái này thôi. Anh tính tắm heo hả? Cất vô, cất vô. Tắm heo hay gì vậy? Rồi. Thôi chị Trung quỳ xuống. Không phải, dạ vô cưng. Dạ vô. Dạ vô. Ê. Đi vô. Anh chị em mình. Hai chị em mình cùng dọn. Quỳ xuống. Đâu đã mà. Quỳ xuống mình chưa. Anh đi anh chưa luôn. Quỳ xuống rồi. Quỳ xuống đi. Tôi đào nước vô. Tôi muốn nhấn nước tụi này. Đi nghe lời chị đi. Đây là luật mới, phải nhìn thẳng đối phương và mở mắt. Mắt lên dạ, mắt lên. Hả Hồng Gia? Trời ơi, một cái nhá bằng 10 cái đánh. Dòng nhá là khó chịu lắm. Đó, dòng nhá là khó chịu lắm. Con bé này thật là ác độc. Thôi bây giờ đổ thao nước đi, lấy thao nước mắm được không? Bé Như em thật là ác độc. Em nhá không mà đối phương sẽ chết vì đau tim rồi. Ủa sao em chưa tạt mà sao nước ở đâu quá trời vậy? Hãy sám hối đi. Trời ơi anh bảo hiểm. Em tạt mẹ đi. Để gió vô lên. Hai chị em mình cùng báo. 11. 1 2 3 tạt luôn nha. Mình nhá nha. 1 2 3 Chưa lòng chị chưa? Ủa hai đứa mới đi Hồ Tràm về hả? Má quá anh lên tắm biển, mới tắm biển về đó anh má quá. Đội tạc cái thì chuyển đổi chứ. Đầu tiên là dẫn, dẫn người ta, giờ thua lại rồi. Nhờ em ha. Bao nhiêu công sức của anh em ha. Anh được ở bên đội nào rồi đội đó thua. Nó bây giờ tôi đang bên đội này đội tôi thắng. Vậy là cái người xui xẻo là chú chứ không phải là tôi. Được, để ở đó. Trước khi đến với cái hình phạt cuối cùng và tạm biệt quý vị thì chúng ta đến với gia đình Bảy Rượu để xem ngày hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra. Xin mời. Chờ xem, đừng chuyển kênh nha. À, mở hai cây quạt lên giùm đi. Tết này tự nhiên cùng điện thoại Vivo, mong Tết xuân vầy, sự Tết đông đầy, ưu đãi giảm đến 500.000 đồng.
Ủa, cô Mận, cô Mận qua kiếm bác Bảy hả? Bác Bảy đi chưa có về hả? Sao vậy? Thế cô Mận qua đây có chuyện gì không? Anh Rè hả? Tôi nghe. Anh ở nhà có một mình thôi hả? Tôi ở nhà có một mình, mọi người đi công chuyện hết rồi. Ủa vậy hả? Nhưng mà sao anh nhậu có một mình vậy? Anh không rủ tôi? Tại tôi buồn, tôi không có muốn lấy cái buồn cho ai hết trơn á. Tôi buồn mình tôi được rồi. Cái gì buồn hoài vậy? Hôm bữa tôi đã nói chuyện với anh rồi mà. Có gì á thì cứ cho qua hết đi. Ở xung quanh mình còn biết bao nhiêu là người, anh buồn gì buồn hoài á? Biết vậy đó, nhưng mà không biết sao trong lòng tôi nó cứ buồn hoài. Ngộ ghê. Con người ta mỗi ngày là phải sống tích cực lên, anh thấy tôi không? Ngày nào tôi cũng tích cực. Mỗi ngày là một bộ đồ, mỗi ngày là một layout. Hôm nay tôi buồn lắm luôn á. Mà tôi qua đây, tôi vẫn phải cười nói chuyện với anh nè, anh thấy không? Cô buồn cái gì? Tôi thấy cô hôm nào cũng vui vậy á. Tôi thiệt chỉ muốn phần tư của cô thôi cũng được nữa. Sao cô buồn cái gì? Cô kể tôi nghe thử coi. Nhưng mà nói thiệt là ở nhà không có ai đúng không? Không có ai hết á. Vậy thì tôi mới dám chia sẻ cảm xúc của mình. Đâu cô nói đi tôi nghe. Ở bên nhà đó không có ai coi tôi là con người hết á. Hành hạ tôi. Mợ tôi á thì ngày nào cũng bắt tôi lau nhà, quét dọn, chẻ củi, nấu nước, gánh nước nữa. Mà anh biết được cái nhà giàu như vậy mà cứ mỗi ngày bắt tôi lên núi gánh nước rồi đem đi về. Nấu thì không có cho nấu bếp ga, bếp điện. Bắt phải châm lửa bằng củi. Mà bàn tay tôi nhỏ nhắn như vậy làm sao mà tôi chặt nổi. Tôi ở bên nhà đó tôi khổ dữ lắm. Tôi khổ dữ lắm. Tôi nói nè, cái chuyện mà gánh nước chậm cuộn để tôi làm giùm cho, tôi qua tôi phụ cho dễ lắm thiệt. Chứ cô ôm như ôm nhách vậy làm là tôi biết không có làm nổi đâu. Mà mấy cái đó tôi làm 1 phút 30 giây là xong rẹt hết trơn à. Tôi làm cho. Anh làm giùm cho tôi. Thiệt. Ủa sao tự nhiên anh tốt với tôi quá vậy? Sao từ trước đến giờ anh không có như vậy mà sao hôm nay anh tốt với tôi quá vậy? Không gì á, tôi hàng xóm đang giềng xưa giờ ai nhờ gì tôi làm cái đó à. Cô cứ cần nói một tiếng thôi là tôi qua tôi làm cái chút xíu xong vậy. Tôi biết rồi. Tại vì anh thấy tôi đẹp đúng không? Anh dần dần mê tôi rồi đúng không? Tôi thấy cô Mận đẹp mà. Mà chưa có dần dần gì hết trơn à. Thiệt. Tôi coi cô Mận giống như là cô hàng xóm dễ thương vậy thôi. Cô hàng xóm dễ thương. Hay là mình có thể coi nó xa hơn một chút xíu. Từ hàng xóm mình qua sống chung một nhà luôn được không? Hả? Không. Như vậy thì kỳ quá. Cô làm con gái ai quá mà lại nói như vậy. Thôi đi. Anh đang nhậu đúng không? Cho tôi nhậu với. Cô nhậu được không? Trời ơi, anh ơi, dưới quê tôi là hả hơi bị chất đó. Chai này si nhê gì với tôi. Tôi uống không có được nhiều đâu. Tôi nhấp vậy đó. Chứ còn tôi uống mà nhiều là tôi sỉnh à. Vô. Nhân dịp hôm nay á, không có ai ở nhà. Thôi thì mình làm hết một ly này luôn đi. Mừng ngày hội ngộ. Cũng như là tôi cũng biết được tâm ý của anh. Rồi, nhất trí nha. Cô Mận đừng có buồn nữa. Cô Mận có việc gì mà làm cô Mận mà mệt mỏi hay là tay chân á, nói tôi một tiếng thôi. Dạ. Tôi sẽ qua tôi làm hết cho. Chuyện nó dễ lắm. Dạ. Uống nha. Mình uống hết nha anh Rè. Uống hết này chắc xỉn quá rồi trời. Ôi. À. Thôi
cái rượu gì mà ngon quá vậy anh Rệ? Rượu nếp cái đó. Tôi có người bạn tặng cho tôi á. Tôi uống hoài cả tuần có hết chai đâu. Đi cô qua cô để mấy cái nửa chai liền nha. Thì bây giờ lỡ rồi anh cũng có chuyện buồn, tôi cũng có chuyện buồn, thôi mình cứ lấy rượu ra để trút hết nỗi sầu não trong lòng. Nữa đi anh Rè. Giờ cái mà khoan đã, nói gì thì nói chứ từ trước đến giờ á, ngoài cô Duyên ra thì anh có thích ai nữa không anh Rè? Tôi chưa có thích ai hết trơn á. Xưa giờ trong lòng tôi có mỗi cô Duyên thôi. Mà giờ cổ lấy chồng rồi. Anh nhìn tôi nè, tôi có thua gì cô Duyên của anh đâu. Nhưng mà giờ trong lòng tôi kiểu giống như Thôi anh đừng nói gì hết. Mình cứ uống đi, uống đi cho quên hết tháng ngày. Tôi sai quá rồi, tôi không muốn nữa nè. Ủa sai hả? Tới nói rồi, nói. Tới luôn rồi hả? Ủa vậy thì anh xỉn quá thì thôi tôi... chắc tôi đi về quá. Chắc vậy quá, tôi chắc chui vô tu tông tôi té đi chứ giờ là tôi. Không. À hay là anh đưa tôi về giùm đi. Chứ giờ tôi cũng xỉn quá, tôi không có biết đường về nữa rồi anh ơi. Đưa tôi về đúng không? Đúng rồi, anh nắm tay đưa tôi về đi anh Rể. Đưa giùm tôi về nha. Đây, đi. Rồi đi, có đi, gì đi. Nếu rảnh đó thì chẻ củi giùm cho tôi. Còn mớ củi luôn. Bệnh. Nha anh Rể. Đi. Cô nha. Dạ, đi về. Đúng rồi, đi về hướng này nè. Đây, nhà tôi bên này nè. Dạ, đâu. Đây, nhà tôi đây nè. Dạ. Bà lao vậy trời. Đi định cư chứ phải ngày mai đi liền đó. Chà, kỳ ta. Mê mình dữ người ta. Ơi. Mấy năm nữa đi định cư thâu chứ có cái gì đâu mà. Ủa? Gì mà tùm lum đồ đạc vậy? Ủa thằng Nga? Đực chứ con Duyên vậy sao mà nó bày đồ tùm lum vậy? Sang ơi! Sang ơi Sang! Đực mày về hả Sang? Đâu cả. Thằng đực này sao á? Về không báo gì hết trơn rồi trời. Được ơi, con ở trên lòng được ơi. Được. Rồi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời là trời. Chết tôi đâu nhanh chóng, ta mới thấy là chết. Malisa. Gì? Nãy mạnh miệng lắm mà giờ làm gì rư vỡ bệnh nó kêu qua vội vã vậy? Kêu vội vã gì? Kêu hết hả gãi vậy, tôi đang ngồi khóc bên nhà tự nhiên kêu qua đây chi gì? Buồn khóc sắp đi nước ngoài khóc. Tôi với bà sắp đi bụi rồi nè. Làm gì đi bụi, lớn rồi chứ bộ con nít đi bụi đời. Ra bà coi, ra chào hè bà coi kìa. Thôi gì ngoài bà ra đi, bà thấy cảnh tôi với bà sắp đi bụi xóm làng bà coi nhà họ mà biết là tôi với bà đi bụi. Nói gì không hiểu gì hết trơn hết trời. Đây lý do nằm ở đây nè. Cái gì vậy? Cái mặt ông như hủi trúng gì vậy? Cái gì? Bà cho em bà coi. Không hiểu gì luôn. Là sao? Cái tai họa tới rồi mà ra sao em bà coi vậy? Đàn ông cái gì cũng phải bình tĩnh từ từ giải quyết. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bây giờ là kêu ra sao hè coi phải không?
Mà coi cái gì tôi cũng không biết nữa. Ngoại có cái gì mà ông làm gì căng thẳng như vậy? Cái chuyện gì từ từ đi. Bình tĩnh coi. Để tôi giải quyết cho. Không có gì phải căng thẳng gấp gáp vậy hết. Trời đất ơi, có cái gì đâu ngoài này. Trời 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 trời. Có gì đâu. Trong lớp bình thường có gì đâu. Trai gái thôi mà, đúng không? Trai chưa chồng, gái chưa vợ thì có gì đâu. Chạy mà tên chạy mà làm cái gì vậy? Từ từ. Mày ra đây cho tao. Mày ra đây cho tao. Ủa? Mày vậy? Ủa cái gì vậy? Con vậy? Trời đất ơi, trời đất ơi. Hả? Trời đất ơi. Trời đất ơi, chết rồi. Mận ơi, cái gì vậy? Mận ra đây. Trời ơi, lạnh ơi. Ủa? Chuyện gì xảy ra vậy? Chú Bảy. Mày ra đây tao biết, mày ngồi đây. Trời đất. Chú Bảy. Trời đất. Trời đất. Tôi không tưởng tượng nổi luôn á trời. Trời. Bà con dòng họ xung quanh làng xóm ta biết. Nhục cỡ nào nhục rồi, thằng đực cái con viên nó biết. Rồi bật mũi nó, tao với bà dạy hai đứa nhỏ. Dạ. Mận. Mày bước về đây coi. Mày bước đi. Mày sợ ai? Mày sợ ai mà mày làm cái mặt nó, mày làm cho ai hãm hại mày vậy? Trời ơi mợ ơi. Không phải như mợ nghĩ đâu. Không phải gì. Chính mắt tao với ổng thấy mà mày còn chối hả? Mày là con gái con lứa chưa cưới chưa hỏi, mày làm vậy là ăn cơm trước kẻng rồi. Người ta nhìn vô người ta đánh giá gia đình mình sao? Anh rể, sao anh đối xử vậy với tôi vậy? Ủa đâu, nãy tôi đưa con về mà tôi nhớ. Rồi tôi vô nhà tôi ngủ mà ta thứ sao tự nhiên. Cái gì vậy ta? Chú Bảy ơi, con không có biết, chú Bảy con không có làm gì hết trơn. Mày chú Bảy không còn cha còn mẹ. Tao đem mày lên tao nuôi, tao coi mày như con như cháu. Bây giờ mày làm cái chuyện với con gái nhà người ta vậy, rồi tao nói chuyện với người ta sao? Chú Bảy ơi, chú Bảy không cần nói gì với nhà con đâu. Chú Bảy nói với mợ con được rồi. Trời. Rồi mặt mũi nào tao ăn nói với ba má mày đi Mận hả? Mày học ai cái nết đó vậy Mận? Học ai cái nết ăn cơm trước kẻng vậy Mận? Dạ mợ. Trời đất ơi. Thấy chưa? Dạy dỗ con cháu mà không đến nơi đến chốn là bây giờ nó xảy ra hậu quả rồi. Trời ơi, mày đứng đó mày đóng thùng nữa. Con không có nhớ cái gì hết trơn á chú Bảy. Tự nhiên tỉnh dậy tự nhiên con... Anh rể. Mất cái quần không? Anh nói gì vậy? Hả? Hồi nãy... Tự nhiên anh... Bây giờ... Ê nè, con là đàn ông con trai, thấy không? Có làm là phải có nhận, phải có trách nhiệm. Không, con không có ý nói vậy. Tại tự nhiên là con thấy, cô kể cho chú Bảy nghe. Cô cho con nói hết cái này đi. Hồi nãy vậy nè, con đang ngồi nhậu chỗ của cô. Đúng không? Xong rồi cái là Mận vô kêu giống như là à, buồn quá này kia, cái con mới an ủi. Mày ngồi bên đây hả? Con là vậy nè. Bà qua đây. Là mày ngồi đây. Con ngồi đây. Tao mày làm cái trò trống. Không sao? Có gì hết trơn á. Mận mới kể là ở nhà là hả, cô Ly xà hành Mận dữ lắm, bắt Mận lên trên núi gánh nước về nhà có bếp ga không cho xài, nói đốt củi. Con mới là thôi khổ quá, để tôi làm cho Mận buồn. Cái con mới nói là không, để cái tay lên nó thôi, để mày cái qua mày nắm tay rồi đó, nắm tay thôi. Xong con mới nói là mày thấy không, lúc đó mày thấy không, con thấy cũng lạ lạ lắm. Tao cũng thấy lạ. Ông thích không? Mày đi hả? Tao hỏi mày nè. Chú Bảy hiểu ý con đúng không? Tao không cần biết. Mày nghe con gái người ta, mày phải biết cái lỗ tai mày nó giới hạn. Đây là khu biệt thự mà lên núi dắt củi thôi nào mày. Con có biết đâu chú Bảy, con ở đây cũng không có rành đường. Con không biết khu này có núi có củi không mà con... Rồi làm gì nữa? Rồi sao á, cái giờ cổ buồn quá, con cũng buồn quá. Cái cổ kêu thôi bây giờ uống đi. Uống đi vậy nè. Rót vô, rót đầy lắm. Đó, thấy chưa, ảnh rót đầy ly cho con đó. Rồi sao nữa? Xong cái là nói bây giờ giả bộ cầm giùm con đi. Nói giờ bây giờ 100% luôn, cái cổ mới vậy nè. Trời ơi, con vô. Con không biết uống cái cổ đâu. Cái sáp vậy nè. Uống luôn. Uống ít thôi mà, nhấp môi à con, chị nói long đền uống hết luôn. Uống hết luôn. Nhấp môi à mở. Uống hết luôn, dạ. Mở rồi sao nữa, uống cho mà sao nữa. Xong cái cổ vậy nè. Để cho đàng hoàng hả chưa. Người kể cho đúng trình tự như đâu kìa. Cổ mới dịnh vô cái má của con vậy. Rồi. Kéo cái mặt qua, nhìn nhau. Không bị thác vô mới đúng, thác nữa. Mày nên diễn, mày nói thôi, mày đừng có diễn tả lại. Không. Mày cho hay hướng dẫn, mày làm hướng dẫn viên du lịch hả mày? Không, con nói phải
hiểu được cái cảm giác của tụi con lúc đó. Tao là tao thấy không hiểu rồi. Mận hả? Mận có đối xử tệ bạc với con không? Mà bây giờ để lấy lòng thương hại của thằng này mà mày nở lòng nào mày cho tao thành nhân vật trong chuyện cổ tích vậy Mận? Tao bắt mày lên rừng gánh nước hả Mận? Mày kể chuyện mà cũng phản qua học nữa hả? Bây giờ nè chị Xui. Sao? Chị nghe tôi nói nè. Sao? Để xảy ra cớ trường ngày hôm nay là lỗi do ai? Là phải có một cái giai đoạn hai đứa này nó phải gì đó chứ không có đùng nhau vậy được. Bác Bảy, giai đoạn chỉ có bác Bảy là người hiểu con. Thấy chưa, bà thấy chưa? Hả? Anh Rể, bố anh không nhớ. Chúng ta đã quay trở lại với Bảy Nụ Cười Sao. Bây giờ là hình phạt dành cho đội thua. Ai sẽ lên trước? Người may mắn nhất ngày hôm nay của đội em. Trời ơi, em không ngờ trong đội em là người phụ nữ duy nhất mà đối xử với em vậy á. Lên. Mấy anh phải đàn ông vậy mấy anh. Chị lắm. Hay đâu. Người hot nhất ngày hôm nay. Ủa. Trời không tin luôn á trời. Đồng đội vào chỗ chết. Hiểu không? Nói cho ai làm trước đi chung. À, không được rồi, cái này nó mở vô không đâu nè. Sao? Em lên trước đi. Em lên trước hả? Sống không có nghĩa với anh em. Tin tưởng anh em là một điều xấu. Tin lầm hậu quả phải chấp nhận. Cắm vô, cắm vô. Chớ, từ từ. Cắm cái này nè, cái đít vô phải không? Đúng rồi. Dặn lại. Đáng lẽ cho mày. Cái nước này hình như là nó có pha nước mắm trong này nữa đó. À, Vinh ơi, em thấy cái mùi mặn mặn nha. Tự nhiên tôi khổ vậy, tôi dính trưởng luôn nè. 1, 2 chả. Ôi, cái gì nè. Tự nhiên tôi dính luôn à. Dính về hôm đó nữa. Phạt đi Sam dễ sợ vậy. Cho anh xui thôi, nãy chị chưa có bị đâu. Đừng có thả ra, lực chỉa vô người á là ngon rồi. Làm với già. Được. Già để em với Chung làm được không? Được. Làm đi hay em. À, hại đồng đội mình. Tôi nghĩ mỗi người một mình. Riêng làm với già là hai mình. Hai mình mới hết đội. Ủa mọi người chưa giờ mà đội tự phạt đội luôn á. Lên. Em biết chị rất thích ngọt. Gửi anh Đạt. Anh hãy coi em, anh đối xử với em như vậy. Đối xử với chị dâu mình như vậy đó. Muộn rồi. Chị quên cái game vừa rồi, chị đối xử với em như thế nào à? Đừng thoại phim giờ này nữa. Đừng thoại phim giờ này nữa. Cái đó vì bạn xứng đáng. Bước vô. Hai đồng đội yêu thương dễ sợ. Để đổi. Buông ra luôn, buông ra, buông tay ra luôn, buông tay ra luôn nè. Vô luôn. Ê, cuối cùng già nhẹ nhất. Người tính của bằng trời tính, dạ em nhẹ nhất. Nguyên cuộc đời này sống chết ta vì nhau. Còn mấy gì nữa kìa. Ủa gì vậy? Ủa? Quả báo. Trời phạt. Thưa quý vị thân mến, như vậy là chương trình chúng tôi ngày nay xin khép lại tại đây. Chương trình Bảy Nụ Cười Xuân do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết hồn hết vía. Có gì vậy? Cầm.
Trộm đi em. Ủa, bé Ngọc bắt trộm hả? Hôm nay xuất hiện khách mời là Chris và Chết rồi không sao anh, tôi rồi không sao